chào đón quý vị trên chuyến bay của hành lý tình yêu Space Kids Việt Nam. Tôi là Thành Trung, cơ trưởng trên chuyến bay tình yêu này. Tôi có cảm giác như là một đầu bếp đang nhìn một con tôm hùm á. Đây là khen luôn đúng không? Em thích những người từ tốn, mưa dầm thấm lâu á, chứ em không thích dồn dập như vậy. Em sợ lắm. Dễ thương á. Em muốn sống thử trước khi cưới. Anh ok không? Vậy mình thử khi nào em? Nếu mà anh coi bạn bè quan trọng hơn thì em đừng lên có người yêu. Cuối cùng quyết định là do em. Ít khi nào đỡ nó quắc lắm mà cứ nhắc mẹ.